nhằm hoàn thiện mô hình thí điểm nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. Mới đây thì Ủy ban nhân dân huyện Cần Duộc đã có kế hoạch thực hiện hoàn thiện giai đoạn 2. Mục tiêu cụ thể của kế hoạch là các hợp tác xã tham gia đề án sau khi kết thúc kế hoạch thực hiện giai đoạn 2, được đánh giá xếp loại tốt, đạt từ 80 điểm trở lên theo quy định tại thông tư số 01 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Điểm đánh giá mũi tiêu chí của hợp tác xã phải bằng hoặc cao hơn so với ban đầu. Đồng thời, thực hiện hoàn thiện mô hình thí điểm. Ủy ban Nhân dân huyện sẽ hỗ trợ hợp tác xã rau an toàn Phước Hiệp, xã Phước Hậu. Hoàn thiện mô hình hợp tác xã đảm nhiệm các dịch vụ đầu vào, sơ chế, chế biến và đầu ra trong chuỗi giá trị nông sản. Đến tháng 6 năm 2025, phải hoàn thiện giai đoạn 2. Kế hoạch đã đề ra 5 nhiệm vụ, gồm nâng cao năng lực điều hành, và hoạt động của hợp tác xã đẩy mạnh xúc tiến thương mại mở rộng thị trường nâng cao chất lượng sản phẩm ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ mới đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm huy động nguồn lực tài chính cho hợp tác xã